Để cây bắp sinh trưởng tốt, đạt được tiềm năng năng suất giống, nhà vườn Đông Nam Bộ cần chú ý điều gì trong khâu chăm bón? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 17 tháng 12 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.